Xin chào mọi người. Hôm nay thì sẽ làm rất nhiều người hỏi là về một clip thử đi đá bóng xem sao. Đây là đội bóng lít nhít trẻ con của chúng ta ngày hôm nay. Chơi mấy con lợn. Và phía bên kia là đội bóng rất là khổng lồ, rất là lớn luôn. Những người khổng lồ của Real Madrid các bạn. Đấy, rất là mạnh luôn. Còn đây là đội tạp nham của chúng tôi. Đây là những em bé tạp nham, khủng long ăn cỏ, long công chúa hay là thủ môn, không biết thủng lưới bao quả đây. Chung. Rồi và bây giờ trận đấu sẽ bắt đầu các bạn ạ. Mỗi bên sẽ có 7 người. Rồi bắt đầu là những pha đi bóng đầu tiên. Duy Trung phối hợp với cả De Gea Tài rất khéo. Pha dưới bóng rất hay của De Gea Tài. Đội bạn có vẻ rất là khéo. Một chàng trai đi đâu đây Hữu Tự Đình nhưng mà dưới bóng rất hay. Đội tạp nham của Duy Trung xem đá ra sao đây. Duy Trung đi bóng rất khó, đội bạn rất to. Chết rồi. Thua ngay mở đầu tiên các bạn ơi. Môi rất hay thủ môn. Trời ơi. Long công chúa. Long công chúa có một pha cản phá phải nói là đẳng cấp, vô cùng đẳng cấp luôn các bạn ạ. Ngày hôm nay Duy Trung đã có bóng nhá. Đội bóng rất dính nhưng mà liệu có qua được anh Hải không? Đội bạn có hai chàng trai rất khổng lồ. Hay quá. Nhưng mình Duy Trung cũng không làm gì cả. Đội bạn phải đến 4-5 thằng to như chuyền đi. Không được rồi. Hậu vệ bên Duy Trung, hậu vệ đội bạn rất rất khéo. Pha đi bóng rất hay của chàng trai số 10. Rất may là trời ơi, trời ơi. Một pha bóng người đó là rất đẳng cấp của Long công chúa. Vâng, chúng ta thấy là Long công chúa bán độ như nào. Vâng, mặc dù Long công chúa phải đeo găng tay như là Bùi Tiến Dũng nhưng mà lại có một pha bóng bán độ không thể tin nổi. Thằng Tài phải bắt đi. Để cho Long công chúa bắt bây giờ không? Hôm nay Tài đeo kính như là đồng đội Tài thì Long công chúa rất tạp nham. Rồi, chúng ta chỉ còn 2 người rồi. 3 người. Chuyền cho Long Béo. Trời ơi, đội ghế Tài lại bắn tim rồi. Đội bạn quá đông. Mình chung không thể làm gì rồi. Tài lỗ ghi bàn không? Trời ơi, như vậy là đội ghế Tài không làm gì rồi. Muốn định có bóng, muốn định tăng tốc. Đội ghế Tài theo đi lên. Bứt tốc như Gareth Bale nhưng mà rất tiếc không thành công. Trận đấu phải nói là càng lúc càng thú vị và kịch tính các bạn ạ. Mình sẽ đứng gần vào đây để chúng ta cùng xem trận đấu này. Như vậy là team Duy Trung đang bị thua 1-0. Trận đấu này phải nói là rất thú vị. Một cú sút xa, rất tiếc là bóng không vào. Thủ môn của trong đội Duy Trung đã lên hơi bị cao một chút nên là tí nữa có một pha ghi bàn. Có lẽ mình Duy Trung thì không thể làm gì nổi rồi. Với cái đội hình chắp vá lúc chung đôi ăn này. Đúng là một ngôi sao thì không thể làm nên cả một bầu trời. Duy Trung đã có bóng nhưng mà giữa vòng vây của rất đông người. Rất khéo nhưng mà Duy Trung ơi, những pha đi bóng của Duy Trung thật sự là rất là đáng thương. Rất đáng thương bởi vì có mình Duy Trung. Trong khi đội bạn có 4-5 người kèm cặp. Khủng long, đấy tôi đã nói khủng long mà. Khủng long rất to xác nhưng thật sự là khủng long chưa làm được gì trong trận đấu này. Từ nãy giờ đội bạn rất đồng đều. Đội bạn rất đồng đều. Long công chúa phát bóng lên. Trời ơi, chúng ta thấy Long công chúa khả năng bán độ. Long công chúa phải nói là vô cùng đẳng cấp. Không thể tin nổi. Rất may là như vậy là bóng trúng đầu. Long công chúa bán độ rồi các bạn ơi. Có lẽ Long công chúa đã nhận được một bánh mì từ đội bạn. Có lẽ nào là sáng nay Long công chúa được mời ăn sáng từ đội bạn chăng? Ui rồi ôi, không ai cản phá, rất may thủ môn phát hay. Rồi Long công chúa, trời ơi, lại đã bán độ. Long công chúa bán độ thật. Sẽ đặt cho bầu chú bán độ rất tốt. Hiểu Duy Trung có qua cái phát này không? Đội bạn đã về hết rồi. Mình Duy Trung làm gì được không? Long công chúa bên này. Long công chúa. Rất tiếc là Long công chúa không thể làm gì được. Cầu Long công chúa đúng là không thể tin nổi. Như vậy là ghe Tài đã trở về phòng ngự rồi. Tài đá rất nhiều vị trí. Hôm nay không được thủ môn rồi, vừa làm tiền đạo vừa làm phòng ngự. Rồi. Trời ơi. Đúng là Chết rồi. Như vậy lưới lên xuống lần thứ hai. Như vậy là đội Real đã có bàn thắng thứ hai của mình. Ơ, khủng long đang là hậu vệ, sao đây làm gì? Hả? Lên sân của đá. Trời ơi, bảo sao thua. Khủng long ở nhà thôi. Hãy cố gắng lên nào, tách ra. Ghi bàn đi nào. Trời ơi, cả rừng hậu vệ này. Thì làm sao mà đá vào được. Đây rồi, Tài. Không vào. Trời ơi. Trời ơi, phải đánh đầu. Phải đánh đầu, không đánh đầu. Chàng trai bên kia.
chết rồi. Duy Trung cố lên, cướp bóng đi, tay tách ra, tay đi bóng quá dài thôi. Trời ơi, quá đáng tiếc, chỉ một chút xíu nữa thôi thì đã có bàn thắng rồi. Rất tiếc là bóng không đến được chân lưới Duy Trung, chỉ mình Duy Trung là không đủ. Lại là số 10, Modric rất khéo. Làm gì đấy, trời ơi, khéo quá. Rất may là rơi bóng khéo, nhưng dứt điểm thì hơi bị Lukaku một tí. Đấy, rất may cho đội Duy Trung là không bị thua 3-0. Rồi, một cầu thủ nữ của... Rồi, ôi mày chuyển tao đéo đi. Sao chuyển đây? Thằng này đáng ngu chuyển với mình. Đúng là sự thất vọng của cú lên tay. Rồi, cố lên. Hay quá, mà phạt hình gót rất hay. Phối hợp như là MU. Rồi, tiến lên Duy Trung. Rất tiếc là, ui, rất tiếc là không thành công. Ôi, rất tiếc là không có bàn gỡ xuống tỷ số 2-1. Rất tự kính. Đội bạn có lao không? Giữ bóng vây, liệu vào? Vào! Như vậy cuối cùng Duy Trung đã dĩ gỡ được một bàn. Tỷ số bây giờ là 2-1 rồi. Khủng long phía sau. Khủng long. Hay quá Trung ơi. Ôi, rất tiếc, tí nữa có một pha gỡ hòa rồi. Một pha đi bóng rất hay của Trung, nhưng mà tiếc là chưa có bàn thắng. Duy Trung rất cố gắng. Một mình Duy Trung làm sao mà có thể đấu được với cả một đội khủng khiếp thế này. Một cây đâu còn chẳng lên non. Không thể ăn thua được, đội họ quá khỏe quá đâu. Người ta nói là một cây là chẳng lên non là thật. Long một chuối bên trong. Sút đi nào. Trời ơi, đúng là cây hài của Nam. Lâm Vũ Chuột luôn cây hài của Nam. Luôn luôn có những pha bóng hài hước trên sân cỏ làm cho chúng ta cười, những sàn cười rất sảng khoái. Lâm Vũ Chuột đúng là vậy, luôn luôn là vậy, là idol giới trẻ. Duy Trung đang rất đáng lòng. Có lẽ là cần một sự thay đổi. Một pha chuyền dài lên Chúa Trang. Khá long. Chuyền rất chuẩn, Trung đỡ rất hay. Đấy rồi, khủng long vào chúa. Tại sao không rút luôn? Vệ thủ ghi lên. Xoạc ra, xoạc ra. Quý ông Hải. Trời ơi. Từ từ ơi, từ từ ơi. Rồi, như vậy là kết trận đấu. Mọi người đã thua rồi. Rất là mệt luôn. Hôm nay Long Công Chúa với những pha bóng rất là hài hước của Long, khiến cho mọi người cười rất tươi. Rồi. Rồi, chung cuộc tỷ số tiếp tục với tỷ số 2-1. Không sao. Nói cả mọi người đã đi về. Đúng là bóng đi về với tập thể đúng không Trung? Là bóng đi về theo một đội, và đội bạn mình về đá hay. Tất cả nên mình bóng một mình em. Không bao giờ là hay vậy luôn. Mỗi mình Long phá tim. Có những pha sút bóng trượt của Long rồi, nó rất là hài hước. Mấy quả đấu em chọc khe cho Tài rồi. Tài không phải. Đấy là hay luôn, đấy là hay chưa? Em bật đau rồi. Rồi đấy mọi người không? Đoàn à? Không sao, thì sau cố gắng hơn nhá. Rồi các bạn nhỏ chúng ta. Rất thú vị luôn.